Trong bản tin ngày 31 tháng 8, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Đảng bảo thủ đạt nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh cử sát nút. Khi nào thì bạn sẽ nhận được thẻ thông tin cử tri để đi bầu cử? Thủ tướng Justin Trudeau cam kết 1 tỷ đô la trong thập kỷ tới để khôi phục các hồ lớn và hệ thống sông của Canada. Lãnh đạo của Đảng bảo thủ ông O'Toole bảo vệ kế hoạch khí hậu và đồng thời hứa sẽ hồi sinh các dự án đường ống dẫn dầu. Ông Jasmine Singh nhắm mục tiêu vào các tỷ phú hứa sẽ ngăn chặn lỗ hỏng thối doanh nghiệp. Saskatchewan cung cấp hộ chiếu vắc tiêm mũi phát sinh tăng cường, Quebec khuyến nghị tiêm mũi thứ ba cho những người suy giảm miễn dịch. Thông báo về chương trình chứng nhận vắc xin của Ontario vào thứ ba bị hủy bỏ. Khách du lịch phải đối mặt với chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy do thiếu nhân viên tại WestJet hạn hán làm giảm vụ lúa mì của Canada xuống mức thấp nhất trong 14 năm. Những chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ rời Afghanistan kết thúc 20 năm cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ. Các hoạt động cứu hộ tiến hành ở Louisiana khi số người chết do bão Ida dự kiến sẽ tăng. Bão Ida có thể đẩy giá xăng lên cao hơn nữa. Nam Phi phát hiện biến thể coronavirus mới và đang tiếp tục nghiên cứu các đột biến tai họa vắc xin Moderna bị ô nhiễm của Nhật lan rộng, một triệu liều vắc xin bị đình chỉ sử dụng. Việt Nam tiếp nhận hơn 250.000 liều vắc xin phòng COVID-19 do Cộng hòa Séc trao tặng. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là từ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Mời quý vị ghé thăm trang web của Culture để đọc các bản tin cũng như các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị yêu thích chương trình này thì xin quý vị hãy bấm like, comment và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Đảng Bảo thủ đang đạt nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh cử sát nút. Theo dữ liệu theo dõi từ Nanos Research, đảng bảo thủ tiếp tục đi trước đảng tự do về số phiếu ủng hộ và cũng gần như xóa bỏ vị trí dẫn đầu của đảng tự do. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến cuộc bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 9. Dữ liệu theo dõi kết thúc vào Chủ nhật và được công bố vào sáng thứ hai cho thấy đảng tự do dự kiến sẽ giành được 111 số ghế so với 107 ghế của đảng bảo thủ là một sự thay đổi mạnh so với dự đoán trước đó vào ngày 22 tháng 8 khi đó thì đảng tự do chiếm 128 ghế còn đảng bảo thủ chiếm 94 ghế dữ liệu công bố mới đây cũng dự đoán 31 ghế cho đảng NDP và 9 ghế cho đảng Bloc Quebecois đảng bảo thủ đã đạt được sự ủng hộ đáng kể khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 kết quả mới nhất cho thấy đảng bảo thủ dẫn đầu với 32,7 phần trăm phiếu bầu tiếp theo là đảng tự do với 31,3 phần trăm Kết quả này là do sự ưa chuộng ngày càng gia tăng đối với ông Erin O'Toole với tư cách là một nhà lãnh đạo tiềm năng và lập trường về các vấn đề như sức khỏe tâm thần và quyền sinh sản của phụ nữ. Dữ liệu theo dõi cho thấy, đảng NDP ổn định ở mức 20% phiếu bầu ủng hộ, trong khi đảng xanh chiếm 5,9%. Còn Bloc Quebecois thì ở mức 5,8% và Đảng Nhân dân Canada, People's Party of Canada ở mức 3,6%. Khi nào bạn sẽ nhận được thẻ thông tin cử tri để đi bầu cử? Với cuộc bầu cử liên bang Canada lần thứ 44 được ấn định vào ngày 20 tháng 9, chỉ còn vài tuần nữa, tổ chức bầu cử Canada đã bắt đầu gửi thẻ thông tin cử tri (voter information card) đến các cử tri đã đăng ký. Tất cả các cử tri mà đã đăng ký sẽ nhận được thẻ của họ trước ngày 10 tháng 9. Cơ quan này thông báo hôm thứ hai, thẻ đang được gửi ra khi các điểm bỏ phiếu được xác nhận. Những thẻ này cho bạn biết thời gian và địa điểm bỏ phiếu và cung cấp thông tin về khả năng tiếp cận của điểm bỏ phiếu của bạn. Để bỏ phiếu thì bạn phải mang theo bằng chứng nhận dạng và địa chỉ đến phòng bỏ phiếu. Thẻ thông tin cử tri có thể được sử dụng làm bằng chứng địa chỉ, nhưng phải đi kèm theo thẻ ID được chấp nhận. Bạn không bắt buộc phải mang theo thẻ thông tin cử tri khi bỏ phiếu, nhưng bạn nên mang theo thẻ để dịch vụ được nhanh hơn. Nếu bạn không nhận được thẻ trước ngày 10 tháng 9, bạn có thể đã không được đăng ký bỏ phiếu hoặc thông tin đăng ký của bạn có thể không được cập nhật bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký của mình bắt đầu quá trình đăng ký hoặc cập nhật địa chỉ của mình thông qua dịch vụ đăng ký cử tri trực tuyến của election canada nếu tên trên thẻ của bạn có lỗi hoặc bạn nhận được thẻ cho người đã qua đời hoặc không còn sống tại địa chỉ nơi thẻ được gửi bạn nên liên hệ với văn phòng bầu cử canada tại địa phương của bạn nếu địa điểm bỏ phiếu của bạn thay đổi do những trường hợp không lường trước được, sau khi thẻ ban đầu của bạn được gửi đi, thẻ thay thế sẽ được gửi với dòng chữ "Thẻ thay thế" (Replacement Card) được in ở góc dưới bên phải. Thủ tướng Trudeau cam kết 1 tỷ đô la trong thập kỷ tới để khôi phục các hồ lớn và hệ thống sông của Canada người đứng đầu đảng tự do thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ hai cam kết chi một tỷ đô la trong hơn một thập kỷ để bảo vệ và khôi phục các hồ lớn và hệ thống sông của Canada ông một lần nữa tìm cách vẽ nên sự tương phản hoàn toàn giữa thành tích môi trường của đảng mình và đảng bảo thủ theo ông trudeau một chính phủ đảng tự do được bầu lại sẽ phát triển cam kết ngân sách của mình bằng cách tài trợ toàn bộ cho việc thành lập cơ quan nước canada canada water agency vào năm tới để xử lý các sáng kiến về nước ngọt, ngân sách năm 2021 được phân bổ là 17,4 triệu đô la trong 2 năm để bắt đầu công việc chuẩn bị cho sự ra mắt của cơ quan và thiết lập các nhiệm vụ của nó. Ông Trudeau coi các cam kết tranh cử mới của đảng ông về môi trường là sự tiếp tục của công việc bắt đầu cách đây 6 năm khi họ được bầu lần đầu tiên. Ông cảnh báo rằng nếu đảng bảo thủ lên nắm quyền, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ bị tổn hại ông Trudeau cần phải tạo được sự ảnh hưởng ở Quebec nếu muốn đạt được lợi thế trong cuộc bầu cử này. Vì vậy, ông cũng nhắm vào vai trò quản lý môi trường của đối thủ thuộc khối Quebec Khoa là ông Yves-François Planchet. Khi nói về thành tích của ông Planchet trước đây với tư cách là bộ trưởng môi trường của tỉnh Quebec, Thủ tướng Trudeau cũng bảo vệ quyết định của chính phủ ông tài trợ cho việc mở rộng đường ống Trans Mountain, nói rằng kế hoạch mới của ông là dành riêng để ngăn chặn sự gia tăng lượng khí thải carbon từ các mỏ cát dầu ở alberta khoản tài trợ nước ngọt được hứa hẹn vào thứ hai đầu tiên sẽ dành cho các sáng kiến liên quan đến hệ thống sông Great Lakes St. Lawrence River System hồ Simcoe lưu vực hồ Winnipeg lưu vực sông Fraser và lưu vực sông Mackenzie Ngoài ra còn có 37,5 triệu đô la tài trợ trong 6 năm cho Viện Nghiên cứu Quốc tế về phát triển bền vững khu vực hồ thử nghiệm. Là một phòng thí nghiệm tự nhiên ở Tây Bắc Ontario mà đảng cho biết là nơi duy nhất trên thế giới tiến hành các thí nghiệm trên các hồ. Thủ tướng Trudeau đã có thể đưa ra thông báo của mình vào thứ hai mà không có những người chất vấn tiêu cực và người biểu tình. Những người này đã làm gián đoạn hai lần xuất hiện trước đó của ông trong chiến dịch tranh cử ở tỉnh Ontario. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ ông O'Toole bảo vệ kế hoạch khí hậu và hứa sẽ hồi sinh các dự án đường ống dẫn dầu. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ ông Erin O'Toole hôm nay bảo vệ kế hoạch rút lại các mục tiêu giảm biến đổi khí hậu của Canada và nói rằng ông có một kế hoạch đáng tin cậy để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong khi Đảng Tự do đã hứa nhiều nhưng không thực hiện được trong 6 năm cầm quyền. Ông O'Toole cho biết nếu đắc cử ông sẽ khởi động lại kế hoạch biến đổi khí hậu của Canada, quay trở lại mục tiêu quốc gia trước đó là giảm 30% lượng khí thải xuống dưới mức năm 2005 vào năm 2030. Đầu năm nay, chính phủ tự do đã từ bỏ mục tiêu đó và cam kết cắt giảm sâu hơn, hứa sẽ giảm lượng khí thải từ 40 đến 45% vào cuối thập kỷ này khi được hỏi tại sao ông Hứa hẹn một mục tiêu ít tham vọng hơn vào thời điểm mà các nhà khoa học của Liên hợp quốc báo cáo rằng cần phải có hành động khẩn cấp ngay bây giờ để tránh những tác động xấu của biến đổi khí hậu thì ông O'Toole cho biết Canada cần phải cân nhắc hành động môi trường với một nền kinh tế mạnh. Ông O'Toole cho biết chính phủ tự do không được tin tưởng về các vấn đề về khí hậu bởi vì nhà lãnh đạo của Đảng Tự do ông Justin Trudeau nói những điều tốt đẹp và sau đó không thực hiện được. Vào năm 2019, năm đầu tiên của chế độ định giá carbon liên bang, thường được gọi là thuế carbon, Canada đã tạo ra 730 megaton phát thải carbon dioxide tăng 1 megaton, tức là 1 triệu tấn, tương đương với 0,2% so với năm 2018. Tuy nhiên, nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh hơn mức phát thải trong năm 2019, có nghĩa là cường độ phát thải của đất nước này thấp hơn so với trước đây. Theo khuôn khổ khí hậu toàn Canada hiện tại của chính phủ, lượng phát thải dự kiến sẽ giảm xuống ít nhất 503 megatấn vào năm 2030. Mức giảm chủ yếu là do định giá carbon, các hạn chế mới đối với lĩnh vực dầu khí và làm xanh hóa lưới điện của đất nước. Thủ tướng Trudeau bảo vệ hồ sơ khí hậu của chính phủ hôm thứ Hai trước các cuộc tấn công của đảng bảo thủ, nhấn mạnh cam kết chiến dịch cung cấp khoản giảm giá lên tới 5.000 đô la cho các giao dịch mua xe không phát thải và cam kết xây dựng thêm 50.000 trạm sạc pin EV trên toàn quốc. Trong một phỏng vấn với Radio Canada Sunday, ông O'Toole cho biết một trong những ưu tiên của ông là xây dựng thêm nhiều đường ống như Northern Gateway và Trans Mountain, cho biết các dự án mới sẽ giúp bảo đảm năng lượng xuất khẩu cho dầu mỏ của Canada, trong khi thúc đẩy một lĩnh vực đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá hàng hóa thấp trong những năm gần đây. Vào năm 2016, chính phủ của đảng tự do đã giết chết dự án do embridge hậu thuẫn, một đường ống dài 1.177 km. Sẽ vận chuyển bitum pha loãng từ Brutalheim, Alberta đến một nhà ga xuất khẩu ở Ketemit, tỉnh bang pc Nền tảng khí hậu của ông Ochoa kêu gọi một phiên bản được làm lại chế độ định giá carbon hiện tại. Thay vì gửi tiền thuế đến Ottawa, kế hoạch của đảng bảo thủ sẽ xem xét các khoản thuế trả cho các loại nhiên liệu như là khí đốt và sưởi ấm trong nhà được chuyển vào tài khoản tiết kiệm carbon thấp của cá nhân. Các cá nhân sẽ chỉ được phép sử dụng tiền trong các tài khoản này để mua hàng hóa xanh, chẳng hạn như lò nung hiệu quả cao hơn, xe đạp, thẻ đi xe buýt và các hàng hóa và dịch vụ khác giúp làm giảm khí thải chương trình sẽ chỉ áp dụng ở các tỉnh chưa có giá carbon. Còn kế hoạch của đảng tự do hiện tại là trả lại 90% số tiền thu được bằng cách định giá carbon trở lại cho người dân Canada vào thời điểm tính thuế. Ông Chad Mitzing nhắm mục tiêu vào các tỷ phú và hứa sẽ ngăn chặn lỗ hỏng thuế doanh nghiệp. Lãnh đạo của đảng NDP ông Chad Mitzing cam kết đàn áp những kẻ trốn thuế siêu giàu bằng cách ủng hộ việc thực thi nghiêm ngặt hơn của cơ quan thu thuế CRA, tăng cường tính minh bạch về thuế doanh nghiệp và giới hạn lợi nhuận từ quyền chọn mua cổ phiếu vốn bị đánh thuế ở mức thấp hơn. Vào năm 2019, hai báo cáo từ CRA và quan chức ngân sách quốc hội cho thấy Ottawa có thể mất tới 51 tỷ đô la tiền thuế chưa thu mỗi năm do người trốn thuế bất hợp pháp và tránh thuế hợp pháp. Dữ liệu của CRA từ đầu mùa hè này cho thấy những nỗ lực gần đây của họ trong việc chống trốn thuế của giới siêu giàu đã không dẫn đến việc truy tố hoặc kết án. Đảng Tự do cũng cam kết trấn áp các kế hoạch thuế bất hợp pháp và khởi động hệ thống thông tin về quyền sở hữu mới cho các công ty vào năm 2025, trong khi Đảng Bảo thủ đã hứa sẽ cải cách CRA và ủy quyền cho thanh tra đóng thuế của Canada với thẩm quyền ra lệnh tức giận vì cuộc bầu cử tiến hành trong khi tình hình dịch bệnh đang gia tăng và nhiều người Canada không thấy an toàn khi đi bỏ phiếu. Theo cuộc thăm dò mới cho thấy, sự tức giận của người Canada về cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 vẫn chưa biến mất. Trên thực tế, số ca lây nhiễm đã tăng lên khi chiến dịch tranh cử diễn ra. Có đến 58% người được khảo sát đồng ý rằng Canada không nên tổ chức một cuộc bầu cử ngay bây giờ. Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng có dưới một phần tư người Canada cảm thấy không an toàn khi đi bầu trực tiếp trong thời kỳ đại dịch. 16% những người được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử này, trong khi 21% cho biết họ không chắc mình sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp, chỉ 2% cho biết họ đang cân nhắc việc không bỏ phiếu. Những người không sẵn lòng đi bầu cử rơi vào những người trẻ tuổi từ 18 đến 34 tuổi ở khoảng 30% so với 19% những người không cảm thấy an toàn khi đi bầu cử ở tuổi 55 trở lên. Daryl Breaker, giám đốc điều hành của Ipsos Public Affairs, chỉ ra rằng những người trẻ tuổi là những cử tri ít đáng tin cậy hơn trong một cuộc bầu cử bình thường khi không có đại dịch, trong khi những cử tri lớn tuổi thường đi bỏ phiếu nhiều hơn. Nếu có nhiều người trẻ Canada cảm thấy không an toàn khi đi bỏ phiếu trực tiếp hơn so với người lớn thì điều đó có thể khiến cho sự tham gia bầu cử bị giảm đi. Mặc dù nhiều cử tri trẻ hơn nói rằng họ có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng ông cảnh báo rằng do cử tri trẻ ít có quan hệ chặt chẽ với hệ thống chính trị, sự lăng nhằn khi phải đi bầu qua đường bưu điện cũng đủ để khiến cho họ không tham gia bầu cử. Điều đó có thể gây ra rắc rối cho đảng tự do và NDP những đảng này đều dựa vào các cử tri trẻ hơn. Trong khi đó thì đảng bảo thủ có thể thấy sự thúc đẩy từ sự nhiệt tình cao hơn đối với việc bỏ phiếu trực tiếp giữa các cử tri lớn tuổi và ở các khu vực của đảng bảo thủ như Alberta. Có hơn 2 phần 3 trong số những người được khảo sát, tức là khoảng 68%, cho biết nhân viên bầu cử bắt buộc phải tiêm phòng trước khi ngày bầu cử đến. Sự ủng hộ đối với ý tưởng này là mạnh mẽ nhất ở các cử tri lớn tuổi với 81% có 55% cử tri bảo thủ đồng ý với ý tưởng này so với 83% cử tri tự do và 78% cử tri NDP. Thông báo về chương trình chứng nhận vaccine của tỉnh Ontario dự kiến vào thứ Ba đã bị hủy bỏ. Một thông báo dự kiến về chương trình chứng nhận vaccine cấp tỉnh của Ontario dự kiến vào thứ Ba đã bị hoãn lại. Văn phòng Thủ Hiến cho biết vào tối thứ Hai, hiện chưa cho biết khi nào thì thông báo sẽ được lên lịch lại các nguồn tin tại Queen's Park cho biết rằng kế hoạch của tỉnh sẽ hạn chế khả năng tiếp cận một số dịch vụ không thiết yếu dựa trên tình trạng tiêm chủng, nhưng vẫn cần được trình bày trước nội các để thảo luận trước khi đưa ra thông báo. Việc giới thiệu một hệ thống chứng nhận vaccine cho toàn tỉnh sẽ là một sự thay đổi lớn. Đối với ông Ford, người đã công khai bác bỏ ý tưởng và nói rằng nó sẽ tạo ra một xã hội chia rẽ. Chính phủ của Thủ hiến Ford đã nhiều lần tuyên bố rằng biên lai like, tiêm vaccine là đủ bằng chứng cho những người cần nó khi được yêu cầu. Nhân viên y tế của vùng Peel và thị trưởng Mississauga là một trong những người đã kêu gọi bằng chứng về việc tiêm chủng. Tiến sĩ Lawrence Low cho biết các quan chức đang tìm kiếm ý tưởng làm chứng chỉ vaccine COVID-19 cho khu vực của riêng họ nếu chính phủ Ford không thúc đẩy việc cấp hộ chiếu vaccine ngay cả nhà lãnh đạo đảng tự do thủ tướng Justin Trudeau cũng đã gọi tên thủ hiến Ontario trong cuộc họp báo vào tuần trước nói rằng ông nên đẩy mạnh và thực thi chính sách bằng chứng tiêm chủng phòng thương mại của Ontario cũng đã đưa ra hướng dẫn cho các doanh nghiệp tư nhân mà đang tìm cách phát triển các quy trình chứng minh tiêm chủng của riêng họ nói rằng họ đã làm như vậy trong trường hợp không có hướng dẫn của chính phủ các nhà tuyển dụng trong một số lĩnh vực bao gồm chăm sóc sức khỏe và giáo dục sau trung học cho biết họ sẽ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng và sẽ không cho phép thử nghiệm như một giải pháp thay thế ngoại trừ vì lý do y tế hoặc nhân quyền. Trong khi đó, hôm nay thì cả ba đảng đối lập ở Ontario và các thị trưởng khu vực GTHJ là khu vực đại đô thị Toronto và khu vực Hamilton đã tổ chức một cuộc họp với các bên liên quan chính trong tỉnh, bao gồm các nhóm chăm sóc sức khỏe và giáo dục để thảo luận về nhiệm vụ sắp tới. Đảng Tự do, Đảng Dân Chủ mới NDP và đảng bảo thủ đã tiến hành một cuộc họp báo tập thể sau đó để gửi thông điệp đến chính phủ thủ hiến đất Ford, nói rằng Ontario phải mang đến giấy chứng nhận tiêm chủng. Họ cho rằng tỉnh không cần phải phát minh lại mà chỉ cần làm theo hệ thống của tỉnh Quebec sẽ hoạt động tốt cho tỉnh Ontario. Cháy rừng gần Penticton, tỉnh BC lan rộng lên đến 100 hectare, tiến tới nơi phát triển khu dân cư cao cấp trận cháy rừng Skaha Creek cháy ở phía tây nam Penticton, tỉnh BC, đã đốt cháy đỉnh núi và lan xuống sườn núi vào đêm Chủ nhật, đe dọa một khu dân cư hạng sang trên sườn đồi. Đám cháy rừng lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 28 tháng 8, được người dân địa phương mô tả là trông giống như một ngọn núi lửa đã phun trào khi những ngọn lửa màu cam rực rỡ làm sáng cả bầu trời đêm có thể nhìn thấy những đám khói bốc lên cuồn cuộn từ những dải sườn núi rộng lớn phía trên sân bay khu vực Penticton YYF vào sáng thứ hai. Ngọn lửa hiện có thể nhìn thấy rõ ràng từ toàn bộ thành phố Penticton, Highway 97 và các khu xung quanh. Không có cảnh báo hoặc lệnh di dời nào được đưa ra, mặc dù một số cư dân sống trong khu phát triển Skaha Hills, ngay bên dưới đám cháy rừng đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi nếu điều kiện xấu đi. Nhân viên thông tin cứu hỏa Roslyn Johnson cho biết, các đội sẽ tập trung nỗ lực vào sườn đông của đám cháy nơi gần với những ngôi nhà nhất. Tính đến chủ nhật thì có 232 vụ cháy rừng đang bùng phát ở tỉnh BC, gần 4.000 tài sản trên toàn tỉnh đang được lệnh sơ tán và 6.255 tài sản trong tình trạng báo động. Kể từ khi bắt đầu mùa cháy năm 2021, có 1.558 vụ cháy rừng đã thiêu rụi 864.665 ha đất gần 3.000 lính cứu hỏa đang ở tiền tuyến, được hỗ trợ bởi 443 lính cứu hỏa ngoại tỉnh và 110 trực thăng và máy bay. Tại tỉnh Ontario, hàng trăm bác sĩ phòng cấp cứu cầu xin tỉnh Ontario tăng lương y tá trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự. Hơn 350 bác sĩ cấp cứu trên khắp tỉnh Ontario đã ký một bức thư ngõ yêu cầu tỉnh bang tăng lương đáng kể cho các y tá chăm sóc bệnh nhân nguy kịch những người mà đã làm việc ở tuyến đầu của đại dịch COVID-19 trong hơn một năm rưỡi. Bức thư cho biết các khoa cấp cứu một lần nữa rơi vào khủng hoảng, không phải vì thiếu máy thở hoặc giường bệnh, mà vì tình trạng thiếu y tá trầm trọng. Tiến sĩ Christopher Kiefer, người làm việc trong lĩnh vực y tế cấp cứu, đã viết bức thư và mô tả phản hồi từ các đồng nghiệp của mình là đáng chú ý. Y tá là những người có tay nghề cao, thực hiện các yêu cầu của bác sĩ và sự thiếu hụt hiện tại đã dẫn đến việc bệnh nhân không được chăm sóc, chẳng hạn như các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân cần được kiểm tra trong 5 đến 6 giờ sau khi gặp bác sĩ, ông nói. Bức thư kêu gọi người dân Ontario tham gia cùng các nhân viên chăm sóc sức khỏe trong việc thúc đẩy tỉnh bang, bãi bỏ dự luật 124. Luật này ra năm 2019, giới hạn mức tăng lương hàng năm đối với nhiều nhân viên lĩnh vực công, bao gồm y tá, ở mức trung bình là 1% hàng năm trong 3 năm. Y tá được coi là những người lao động thiết yếu và do đó không thể đình công, hạn chế hơn nữa quyền thương lượng tập thể của họ. Theo Hiệp hội Y tá tỉnh Ontario, các bệnh viện trong tỉnh hiện đang phải đối mặt với tỷ lệ trống từ 10-12% đến 12 cho các vị trí y tá. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 30 tháng 8, Canada báo cáo có thêm 3.480 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.496.257. Trong số đó, có 30.834 ca còn bệnh và có thêm 17 ca tử vong được ghi nhận, trong tổng số ca tử vong là 26.918 cho đến nay. Cho đến thời điểm này đã có 53,2 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có gần 27,9 triệu người hay là hơn 73% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và gần 66,4% dân số đã tiêm hai liều. 84% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 76,3% đã tiêm hai liều. Tại tỉnh British Columbia báo cáo có 503 ca bệnh và 7 ca tử vong, tỉnh báo cáo có 1.853 ca bệnh mới trong 3 ngày qua. Tỉnh Alberta báo cáo có 856 ca bệnh mới với 7 ca tử vong. Tỉnh đã báo cáo có 3.056 ca bệnh mới trong 3 ngày qua và có 401 bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện, tăng hơn 300 người kể từ đầu tháng và là số cao nhất kể từ ngày 3 tháng 6, bao gồm 98 bệnh nhân trong ICU. Tỉnh Manitoba có 34 ca bệnh mới, Saskatchewan có 199 ca. Ontario báo cáo có 694 ca bệnh mới, không có thêm ca tử vong nào. 226 người đang nhập viện và trong đó có 160 người đang được chăm sóc đặc biệt. Và có đến 93 người cần đến máy trợ thở. Tại tỉnh Quebec thì có 386 ca. Tỉnh báo cáo có tổng cộng 1 chín ca bệnh mới trong 3 ngày qua. Nova Scotia báo cáo có 31 ca bệnh mới. Newfoundland có 9 ca bệnh mới. New Brunswick thì có 12 ca bệnh mới. Và tại tất cả các vùng lãnh thổ khác không có báo cáo về các ca bệnh mới. Các bác sĩ ở Alberta tổ chức cập nhật COVID-19 trực tuyến khi không có cuộc họp giao ban từ tỉnh. Trong lúc không có các cuộc họp báo cáo cấp tỉnh thường xuyên, một nhóm bác sĩ ở Alberta sẽ cung cấp cập nhật COVID-19 của riêng họ vào chiều thứ Hai tiến sĩ joe vipping một bác sĩ ở phòng cấp cứu tại calgary nói rằng có rất nhiều người muốn thấy những bước tiến tích cực thế nhưng chính phủ của chúng tôi đã không sẵn sàng làm bất kỳ điều gì bất chấp sự gia tăng theo cấp số nhân trong những ca nhập viện icu và ca bệnh mới bác sĩ joe vipping là một trong những người ở trong tổ chức của phong trào bảo vệ tỉnh của chúng ta gặp như covid sự kiện được dẫn đầu bởi các chuyên gia y tế trong cuộc biểu tình yêu cầu khôi phục phần lớn các hạn chế COVID-19 vào tháng 7, phản đối kế hoạch của chính phủ Alberta về việc dỡ bỏ các quy tắc cách ly bắt buộc, giảm truy tìm trực tiếp và xét nghiệm COVID-19. Vào giữa tháng 8, thì chính phủ tuyên bố sẽ giữ các biện pháp đó trong 6 tuần nữa. Đó là lần cuối cùng mà giám đốc y tế bác sĩ Dina Hinshaw có mặt để trả lời các câu hỏi tại một cuộc họp báo. Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của thủ hiến Jason Kenney là 3 tuần trước vào ngày 9 tháng 8, sau đó thì ông đã đi nghỉ trong 2 tuần. Bộ trưởng Y tế Tyler Central cũng không có mặt để trả lời các câu hỏi trong 2 tuần, mặc dù gần đây ông đã thuyết về việc đến thăm một phòng khám tiêm chủng và tham dự các sự kiện cộng đồng tiến sĩ Nisha Bassi, bác sĩ nội khoa và điều trị COVID-19 cho biết cuộc họp báo trực tuyến sẽ cung cấp một nền tảng mà người Opera và các tổ chức tin tức có thể đặt câu hỏi. Hội đồng sẽ bao gồm các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, chẳng hạn như chuyên gia hạt khí Aerosol Connor Rosicky và Malko Sara Gasparovic, người thực hiện mô hình COVID. Buổi họp báo bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều thứ hai trên YouTube lệnh đeo khẩu trang quay trở lại tại Edmonton vào hôm thứ Sáu. Người dân tại thành phố Edmonton tỉnh Alberta một lần nữa sẽ phải đeo khẩu trang khi đến các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và những nơi có thể tiếp cận công cộng khác. Hội đồng thành phố Edmonton đã bỏ phiếu hôm thứ Hai để mở rộng và củng cố các luật đeo khẩu trang yêu cầu người dân phải đeo khăn che mặt ở tất cả các không gian công cộng trong nội thất, trên các phương tiện công cộng taxi và phương tiện đi chung xe. Lệnh sẽ có hiệu lực bắt đầu từ hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 9. Hội đồng cũng đã quyết định rằng trước ngày 10 tháng 9, tất cả nhân viên của thành phố Edmonton sẽ được yêu cầu tiết lộ liệu họ có được tiêm chủng ngừa COVID-19 hay chưa. Được biết là luật đeo khẩu trang bắt buộc ở Edmonton trước đó đã chấm dứt vào ngày 1 tháng 7. Tỉnh Saskatchewan cung cấp hậu chiếu vaccine và bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường. Chính quyền tỉnh Saskatchewan sẽ đưa ra bằng chứng về tài liệu tiêm chủng COVID-19 và bắt đầu tiêm các mũi tiêm tăng cường khi đợt thứ tư của đại dịch làm thắt chặt sự kiểm soát ở tỉnh này. Tài liệu chứng minh đã tiêm chủng có thể in được hiện có sẵn thông qua tài khoản My Sask Health Record, viết tắt là MSHR, của cư dân tại eHealth Saskatchewan để sử dụng tại các doanh nghiệp, địa điểm hoặc sự kiện nào cần thiết, một phiên bản mã QR cũng đang được thực hiện. Tỉnh cho biết trong một thông cáo báo chí, nhân viên y tế tuyến đầu sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc sẽ phải được xét nghiệm thường xuyên. Các chi tiết của kế hoạch vẫn đang được phát triển, tỉnh cho biết. Saskatchewan Roughriders thì đã thông báo vào thứ hai rằng bằng chứng tiêm chủng sẽ được yêu cầu ở tất cả các trận đấu trên sân nhà bắt đầu từ ngày 17 tháng 9. Đại học Bách Khoa Saskatchewan Polytechnic và các trường đại học Regina và Saskatchewan cũng đã công bố các chính sách về bằng chứng tiêm chủng trong những tuần gần đây. Trong một cuộc họp báo trực tuyến, khi được hỏi tại sao chính phủ của ông không áp dụng các quy tắc về bằng chứng tiêm chủng như những quy định được công bố ở tỉnh Manitoba và BC, Thủ hiến Scott Moe nói rằng ông muốn thực hiện một cách tiếp cận hợp tác hơn là áp dụng các quy tắc nặng nề do bàn tay của chính phủ. Ông Mô cũng trích dẫn những trở ngại tiềm tàng về hoạt động mà các doanh nghiệp có thể phải đối mặt, đặc biệt là các nhà bán lẻ nếu cần phải có bằng chứng về việc tiêm phòng. Trong khi tỉnh cho biết hai liều vaccine tiêu chuẩn cung cấp sự bảo vệ tối ưu khỏi COVID-19, tỉnh sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm bổ sung là mũi thứ ba cho những cư dân đủ điều kiện bắt đầu vào ngày 7 tháng 9. Các nhóm đủ điều kiện tiêm mũi thứ ba bao gồm cư dân của các nhà chăm sóc cá nhân và chăm sóc dài hạn, những người nhận cấy ghép những người đang điều trị như hóa trị và liệu pháp miễn dịch. Mũi tiêm tăng cường được tiêm cho mọi người 8 tuần sau khi họ nhận liều Pfizer hoặc Moderna thứ hai. Bộ Y tế cho biết một lá thư sẽ được gửi cho tất cả mọi người đủ điều kiện để được tiêm mũi tăng cường. Bộ Y tế tỉnh Quebec cũng đang khuyến nghị tiêm liều vaccine thứ ba cho những người bị suy giảm miễn dịch hoặc đang chạy thận nhân tạo. Bộ cho biết khuyến nghị của họ dựa trên lời khuyên từ Ủy ban Tiêm chủng của tỉnh Bất kỳ ai đủ điều kiện tiêm liều thứ ba đều có thể tiêm tại phòng khám tiêm chủng không cần hạn trên toàn tỉnh. Hạn hán đã làm thu hoạch vụ lúa mì của Canada xuống mức thấp nhất trong 14 năm và thu hoạch hạt cải dầu canola xuống mức thấp nhất trong 9 năm. Đất khô cằn và nhiệt độ nóng kỷ lục ở vành đai cây trồng phía Tây của Canada đã làm giảm mạnh sản lượng trang trại của một trong những quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và quốc gia trồng cải dầu canola lớn nhất. Hãng hán đã buộc các nhà xây bột và thợ làm bánh phải trả nhiều tiền hơn cho lúa mì vụ xuân và đẩy giá hạt cải dầu lên mức cao kỷ lục. Cơ quan thống kê Canada ước tính thu hoạch toàn bộ lúa mì là 22,9 triệu tấn, đã giảm 35% so với năm ngoái và lớn hơn một chút so với kỳ vọng thương mại trung bình là 22,6 triệu tấn sản lượng cải dầu dự kiến đạt 14,7 triệu tấn, tức là giảm 24% so với năm ngoái. Các nhà nhập khẩu hạt cải có thể chuyển sang Ukraine, Tây Âu và Australia để thay thế, trong khi các nhà máy Hoa Kỳ phụ thuộc vào lúa mì ở Canada để sản xuất bột mì có thể cần trộn thêm lúa mì từ các nước khác. Vấn đề chuỗi cung lập các công ty công nghệ Canada đau đầu khi COVID-19 tiếp tục. Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, cuộc khủng hoảng sức khỏe chỉ là vấn đề đầu tiên trong một loạt các vấn đề khác mà công ty công nghệ Volterra phải vượt qua nhà sản xuất máy in bản mạch circuit board printer có trụ sở tại kitchener tỉnh ontario vẫn đang phục hồi sau tình trạng thiếu nhôm khi đại dịch bùng phát vì các chuyến bay thương mại quốc tế vận chuyển sản phẩm ngưng hoạt động vì vậy công ty Volterra đã chuyển sang sử dụng vận tải biển vốn chậm hơn chi phí bắt đầu tăng cao khi nhu cầu về dịch vụ vận chuyển tăng mạnh Volterra sau đó gặp khó khăn trong việc mua một số bộ phận sau khi nhà sản xuất nhựa của họ được chính phủ hoa kỳ ký hợp đồng cho vật liệu covid trên hết là sự thiếu hụt chất bán dẫn semiconductors kinh nghiệm của Volterra tương tự như những gì các công ty công nghệ canada khác đang phải đối mặt các chuyên gia dự đoán sẽ mất nhiều năm để giải quyết tình trạng thiếu chất bán dẫn được gọi là chip Tình trạng này xuất hiện khi mọi người mua nhiều thiết bị hơn vì thời gian ở nhà gia tăng. Các nhà máy đóng cửa để dập tắt dịch. Một nhà máy ở Nhật Bản bị cháy và một cơ sở ở bang Texas, Hoa Kỳ đã bị đóng cửa vì thời tiết quá lạnh. Apple đã cảnh báo sự thiếu hụt có thể cắt giảm 4 tỷ đô la Mỹ từ doanh số bán hàng. General Motors thì tạm thời sa thải 1.500 công nhân tại Ingersoll, tỉnh Ontario do thiếu chips và nhà sản xuất đồ chơi Spin Master đã xem xét việc tăng giá để đối phó với tình hình này. Ngoài ra thì vận chuyển biển cũng gặp phải nhiều vấn đề do cảng biển quan trọng ở Trung Quốc đóng cửa để kiểm soát Covid-19 cũng như cuộc đình công ở cảng Montreal diễn ra vào tháng 3. Giáo sư Dan Presnitz tại Đại học Toronto cho biết các công ty sẽ được hưởng lợi từ các mạng lưới khu vực hơn và ngắn hơn nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiếm khi sử dụng biện pháp này để theo đuổi giá cả và sự cạnh tranh khi một khu vực chuyên sản xuất một bộ phận hoặc sản phẩm nhất định cho phần lớn thế giới một trục trặc có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp và sửa lỗi có thể tốn kém và mất thời gian giáo sư breznitz cho rằng canada nên tham gia tạo ra một kế hoạch chuỗi cung ứng bắc mỹ khách du lịch đã phải đối mặt với chuyến bay bị trì hoãn hoặc là bị hủy bỏ do thiếu nhân viên tại WestJet. Nhiều du khách Canada đã phải đối mặt với sự chậm trễ, hủy chuyến bay hoặc là chờ đợi lâu trên điện thoại do dịch vụ khách hàng trong lúc WestJet tuyển dụng lại số nhân viên đã bị mất trong đại dịch COVID-19. Khi đại dịch xảy ra vào năm 2020, hãng hàng không đã sa thải hàng ngàn nhân viên. Cô Heather Lady ở Kelowna, tỉnh PC cho biết chuyến bay vốn kéo dài 4 giờ đến Toronto của cô đã trở thành 3 ngày sau khi bị hủy bỏ. Cô Lady đã lên kế hoạch bay từ Kelowna đến Toronto vào hôm thứ Bảy tuần trước để thăm gia đình. Và đặc biệt đặt một chuyến bay đi thẳng vì cô phải chống gậy và yêu cầu hỗ trợ xe lăn từ WestJet. Tuy nhiên, chuyến bay đã được lên lịch lại nhưng dừng lại ở Edmonton. Lady tìm cách liên hệ với WestJet nhưng không được. Nhưng khi đến Edmonton thì cô mới biết rằng chuyến bay kết nối đã bị hủy bỏ. Sau khi qua đêm ở Edmonton, hãng hàng không đã đặt chỗ cho cô trên một chuyến bay khác qua Winnipeg vào hôm sau và sau thời gian đợi một tiếng thì cuối cùng cô đã đến được Toronto. Cô LAD cho biết mặc dù các nhân viên tại sân bay Edmonton rất tốt nhưng vẫn chưa có liên hệ hoặc là xác nhận nào từ WestJet du khách từ khắp canada đã bày tỏ sự thất vọng lên mạng xã hội sau khi mất hàng giờ đồng hồ để liên hệ với hãng hàng không này westjet viết trên twitter chúng tôi đang trong quá trình tuyển dụng lại nhiều nhân viên và hy vọng thời gian chờ đợi sẽ sớm trở lại mức trước đại dịch Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa song ngữ đời sống Anh Việt duy nhất được phát hành tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Những chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ rời Afghanistan kết thúc 20 năm cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ cơ quan iaei cho biết hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân ở triều tiên gây rắc rối sâu sắc các hoạt động cứu hộ tiến hành ở louisiana khi số người chết do bão ida dự kiến sẽ tăng bão ida có thể đẩy giá xăng lên cao hơn nữa nam phi phát hiện biến thể coronavirus mới và các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu các đột biến tai họa các vắc xin Moderna bị xâm nhiễm của Nhật Bản lan rộng và có thêm một triệu liều vắc xin bị chỉ sử dụng. Việt Nam tiếp nhận hơn 250.000 liều vắc xin phòng COVID-19 do Cộng hòa Séc trao tặng. Thưa quý vị, những chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ rời Afghanistan kết thúc 20 năm cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ là tướng Frank McKenzie thông báo hôm thứ Hai tại Lầu Năm Góc Pentagon các máy bay quân sự cuối cùng của nước này đã rời Afghanistan, một kết thúc đầy đau khổ, hỗn loạn và đẫm máu trong cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ. Ông Mackenzie nói với các phóng viên, Tôi thông báo đã hoàn thành rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc sứ mệnh quân sự di tản công dân Mỹ, công dân nước thứ ba và những người Afghanistan dễ bị tổn thương. Chiếc C-17 cuối cùng cất cánh từ sân bay quốc tế Hamid Karzai vào ngày 30 tháng 8, chiều nay lúc 3 giờ 29. Sự ra đi này đánh dấu lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ mà Mỹ và các đồng minh không có quân trên bộ ở Afghanistan sau 2.000 tỷ đô la Mỹ chi tiêu và gần 2.000 lính Mỹ bị giết. Không có quan chức ngoại giao Mỹ còn lại trong nước. Đại sứ quán Mỹ tại Kabul sẽ đình chỉ hoạt động nhưng cho biết điều đó không có nghĩa là họ sẽ đình chỉ bất kỳ cam kết nào đối với công dân Mỹ ở Afghanistan, những người Afghanistan đang gặp rủi ro. Đã có hơn 122.000 người được vận chuyển bằng máy bay từ sân bay quốc tế Hamid Karzai kể từ tháng 7, trong đó có hơn 6.000 người dân Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết vào tối thứ hai rằng công việc của Hoa Kỳ ở Afghanistan vẫn chưa kết thúc và cam kết của chính quyền tổng thống Biden trong việc giúp đỡ người Mỹ, thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ và người Afghanistan rời khỏi đất nước sẽ tiếp tục. Mỹ sẽ chuyển sự hiện diện ngoại giao của mình ở Afghanistan sang Doha, Qatar. Ông Blinken cho biết một phần trong nỗ lực giúp đỡ những người vẫn còn ở Afghanistan rời khỏi đất nước, bao gồm các cuộc thảo luận hiện đang được tiến hành với các đồng minh của Mỹ về cách thức mở lại sân bay Kabul càng nhanh càng tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại an toàn ra khỏi Afghanistan cho người Mỹ, thường trú nhân hợp pháp của Mỹ và những người Afghanistan đã làm việc với Mỹ. Gần 20 năm sau khi Hoa Kỳ tấn công Afghanistan, để trả thù cho các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, và tấn công vào Al-Qaeda và Taliban, nơi tổ chức của Osama bin Laden, một chính quyền Mỹ khác đang để đất nước trong sự kiểm soát của các tay súng Taliban, vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố khác. Hôm thứ Hai, thì các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống đang tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố trong nước, đồng thời yêu cầu các chỉ huy quân sự của ông không dừng lại ở đó để trả thù cho cái chết của 13 quân nhân Hoa Kỳ tại sân bay Kabul vào tuần trước công việc dở dàng thảm hại đó sẽ trở thành một phần của thách thức chính trị rộng lớn hơn mà Tổng thống Biden phải đối mặt khi ông bước vào nửa sau của năm đầu tiên nắm quyền. Khi một cơn bão đang tàn phá miền Nam và đại dịch COVID-19 một lần nữa đang tấn công đất nước, ông Biden cũng đang phải đối mặt với những lời kêu gọi về việc tính toán việc rút quân khỏi Afghanistan. Cuộc không vận bắt đầu như một nỗ lực có vẻ lộn xộn và được tổ chức vội vàng đã bị vết sẹo bởi cái chết của 13 quân nhân vào tuần trước và bản án tử hình treo trên những người phiên dịch Afghanistan mà đã giúp đỡ quân đội và nhà ngoại giao Mỹ nhưng không thể trốn thoát khỏi đất nước. Ngoài ra thì quyết định ra đi của tổng thống Biden sẽ bị phủ bóng bởi những câu hỏi về việc liệu mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Afghanistan đã thực sự được giải quyết tốt như thế nào. Tổng thống đã cam kết kéo dài một số cuộc giao tranh của Hoa Kỳ với Afghanistan, nói với các chỉ huy quân sự của ông rằng họ không nên dừng lại ở đó để bắt ISIS phải trả giá cho cái chết của các thành viên nghĩa vụ. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Patsky cho biết hôm thứ Hai, trong khi đó, Pháp, Anh và Đức đang thực hiện một đề xuất của Liên Hiệp Quốc nhằm thiết lập một khu vực an toàn ở Kabul, cho phép những người tìm cách rời khỏi Afghanistan đi lại an toàn. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp đã bắt đầu thảo luận với Taliban để tìm hiểu xem các cuộc di tản có thể tiếp tục như thế nào. Nghị quyết được đưa vào cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào thứ hai, gồm các thành viên có quyền phủ quyết. Theo tổng thống Macron, những gì mà Pháp đề xuất là những gì định đưa lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Anh và Đức là một giải pháp đã sử dụng trước đây trong các hoạt động khác, tạo ra một khu vực cho phép mọi người đến sân bay Taliban sẽ cho phép tất cả công dân nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy phép đi lại từ một quốc gia khác rời khỏi Afghanistan. Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên hiệp quốc IAEA cho biết, Triều Tiên dường như đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân được nhiều người cho là đã sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân. Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, các dấu hiệu hoạt động tại lò phản ứng 5 MW được coi là có khả năng sản xuất plutonium cấp độ vũ khí đã được nhìn thấy kể từ cuối năm 2018. Ông David Albright, là chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế cho biết, plutonium có thể giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí hạt nhân nhỏ hơn để lắp vào tên lửa đạn đạo. Mặc dù thông tin tình báo về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên còn hạn chế, khiến người ta không thể biết được số lượng chính xác nhưng ông Albright ước tính nước này có khả năng sản xuất vật liệu cho 4 đến 6 quả bom mỗi năm. Theo Nhà Trắng, thì báo cáo này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của đối thoại và ngoại giao. Thư ký báo chí Nhà Trắng là Jan Paskey cho biết Mỹ đang tiếp tục tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên để thảo luận về báo cáo và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cơ quan IAEA cũng đã không có quyền tiếp cận Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên của họ vào năm 2009. Sau đó quốc gia này đã thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của mình và nối lại thử nghiệm hạt nhân. Vụ thử hạt nhân cuối cùng là vào năm 2017. Cơ quan IAEA hiện đang theo dõi Triều Tiên từ xa phần lớn thông qua hình ảnh vệ tinh. Jenny Tao là giám đốc dự án 38 North có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy nước xã tại Triều Tiên hỗ trợ kết luận rằng lò phản ứng đang hoạt động trở lại các hoạt động cứu hộ tiến hành ở Louisiana khi số người chết do bão Ida dự kiến sẽ tăng và đồng thời cơn bão Ida có thể sẽ đẩy giá xăng lên cao hơn nữa. Gần như toàn bộ Louisiana bị mất điện vào hôm thứ hai sau khi một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công các đường dây điện trong khu vực và các cộng đồng ở phía Nam New Orleans bị ngập lụt Thống đốc John Bell Edwards nói với giới truyền thông rằng ít nhất một người đã thiệt mạng ở Louisiana và dự kiến sẽ có nhiều người tử vong hơn khi Ida tiến về phía Bắc dưới dạng một cơn bão nhiệt đới. Hầu như không có ai trong tiểu bang có điện và nhiều hệ thống nước cũng bị ngắt. Dịch vụ khẩn cấp 911 không hoạt động ở New Orleans, cách nơi Ida đổ bộ 160 km. Công ty năng lượng Energy cho biết khách hàng ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể bị mất điện trong nhiều tuần biến đổi khí hậu đang thúc đẩy thời tiết thảm khốc và chết người trên toàn cầu bao gồm cả những cơn bão mạnh hơn và gây thiệt hại nhiều hơn tổng thống joe biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa lớn trong tiểu bang và ra lệnh hỗ trợ liên bang để thúc đẩy các nỗ lực phục hồi Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, gọi tắt là FEMA, đã cử 3.600 nhân sự và mang 3,4 triệu bữa ăn đến khu vực bị bão tàn phá. Cơn bão này đến sau 16 năm kể từ khi bão Katrina tấn công bờ biển vùng vịnh, đó là một trong những cơn bão thảm khốc và gây chết người nhiều nhất của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cơn bão Ida cũng sẽ làm cho giá xăng tăng cao hơn và làm trầm trọng thêm lạm phát vốn đã gây tổn hại cho người tiêu dùng ở Mỹ. Nhưng giá sẽ tăng bao nhiêu hoặc là tăng trong bao lâu thì cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại. Giá của một ga lông xăng thông thường đứng ở mức 3,14 Mỹ Kim hôm thứ Hai, chỉ tăng một phần nhỏ so với mức trung bình của ngày hôm trước và giảm một xu so với một tuần trước. Nhưng giá xăng bán sỉ kỳ hạn đã cao hơn khoảng 5 xu vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Hai, cho thấy giá bán lẻ có thể sớm tăng theo hơn 95% sản lượng dầu của Hoa Kỳ tại các giàn khoan ở Vịnh Mexico đã ngưng hoạt động. Hầu hết các nhà máy lọc dầu lớn trong khu vực đều đóng cửa hoặc là hoạt động với công suất giảm. Louisiana là nơi có 3 trong số 7 nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Hoa Kỳ và chiếm 17,5% tổng công suất lọc dầu của quốc gia tại 15 nhà máy lọc dầu. Nam Phi phát hiện biến thể coronavirus mới và đang tiếp tục nghiên cứu các đột biến. Các nhà khoa học ở Nam Phi đã phát hiện ra một biến thể coronavirus mới với nhiều đột biến nhưng vẫn chưa xác định được liệu nó có khả năng lây lan cao hơn hay là có thể vượt qua khả năng miễn dịch cho xin cung cấp hoặc nhiễm bệnh trước đó hay không. Biến thể mới được gọi là C.1.2 được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 5 và hiện đã lây sang hầu hết các tỉnh ở Nam Phi và bảy quốc gia khác ở châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương biến thể này chứa nhiều đột biến liên quan đến các biến thể khác với khả năng lây truyền tăng và giảm độ nhạy đối với kháng thể trung hòa nhưng các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn chúng ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của virus các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đang được tiến hành để xác định mức độ trung hòa của biến thể bởi các kháng thể richard lesso một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là một trong những tác giả của cuộc nghiên cứu về C.1.2 cho biết sự xuất hiện của con virus này cho chúng ta thấy đại dịch này còn lâu mới kết thúc và virus vẫn còn đang tìm cách để có khả năng lây nhiễm cho chúng ta tốt hơn. Ông nói rằng mọi người không nên quá lo lắng trong quá trình này và rằng các biến thể có nhiều đột biến hơn nhất định sẽ xuất hiện trong đại dịch Dữ liệu giải trình của bộ gen từ Nam Phi cho thấy biến thể C.1.2 vẫn chưa thể thay thế được biến thể Delta tính đến tháng 7. Tai họa về vaccine Moderna bị ô nhiễm ở Nhật Bản đã lan rộng với hàng triệu liều khác bị tạm ngừng sử dụng. Sau khi các chất lạ được tìm thấy trong nhiều lô hơn và hai người chết sau khi tiêm vaccine từ các lô bị ảnh hưởng, hiện có hơn 2,6 triệu liều bị ảnh hưởng. Vụ việc này diễn ra khi Nhật Bản phải đối mặt với làn sóng COVID-19 tồi tệ nhất thúc đẩy bởi biến thể Delta, số ca nhiễm mới hàng ngày lần đầu tiên vượt quá 25.000 người trong tháng này, trong khi tiến độ tiêm vaccine còn chậm. Các báo cáo mới nhất về vaccine bị ô nhiễm đến từ quận Gunma gần Tokyo và quận phía nam Okinawa khiến hai lô hàng khác bị đình chỉ vào chủ nhật ngoài 1,63 triệu liều vào tuần trước một chất màu đen nhỏ xíu được tìm thấy trong lò vaccine Moderna ở Genma, trong khi ở Okinawa thì chất màu đen được phát hiện trong ống tim và lọ, còn chất màu hồng được tìm thấy trong một ống tim khác. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết một số sự cố có thể là do kim tiêm vào lọ thuốc không đúng cách làm đứt các miếng nút cao su. Moderna và công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi, công ty đóng chai vaccine Moderna cho các thị trường khác ngoài Hoa Kỳ, cho biết vấn đề ô nhiễm có thể là do sản xuất tại một trong các dây chuyền sản xuất của Rovi. Hiện các cuộc điều tra đang diễn ra. Và tiếp theo sau đây là một số cập nhật khác về tình hình COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân của mình xem xét lại việc đi du lịch đến Canada với lý do rủi ro COVID-19. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra lời khuyên du lịch cấp độ 3 cho Canada vào thứ hai, cho biết mức Covid-19 cao trong nước này. Cấp độ 3 là cấp độ cao thứ hai trong các cấp độ khuyến cáo du lịch của Hoa Kỳ. Cấp độ 4 cảnh báo công dân Hoa Kỳ không đi du lịch đến quốc gia đó. Trong khi đó thì trang web của chính phủ Canada tư vấn về du lịch vẫn khuyên người dân Canada tránh đi du lịch không cần thiết bên ngoài Canada cho đến khi có thông báo mới. Nếu bạn phải đi du lịch hãy kiểm tra mức độ rủi ro cụ thể cho điểm đến của bạn và lập kế hoạch du lịch cho phù hợp, trang web chính phủ khuyến cáo. Ở châu Âu, Liên minh châu Âu khuyến nghị 27 quốc gia trong khối khôi phục các hạn chế đối với khách du lịch từ Hoa Kỳ vì tình trạng nhiễm coronavirus gia tăng ở đó. Quyết định của khối châu Âu phản ánh sự lo lắng về tình hình Covid-19 ngày càng trầm trọng ở Mỹ. Cả khối châu Âu và Hoa Kỳ đều phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng gia tăng trong mùa hè này do biến thể Delta. Tuy nhiên, hướng dẫn được ban hành hôm thứ Hai là không ràng buộc. Hoa Kỳ đang ghi nhận trung bình hơn 155.000 ca nhiễm coronavirus mới và 1.200 ca tử vong mỗi ngày. Một số bang của Hoa Kỳ hiện có nhiều bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đại dịch. Sự do dự về vaccine cũng vẫn là một vấn đề ở nhiều địa điểm ở Hoa Kỳ, nơi 61% dân số đủ điều kiện đã được tiêm chủng chống lại virus. Na đã cùng với nước láng giềng Đan Mạch tiêm liều vaccine thứ ba cho những người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng. Tại châu Phi, thì Liên minh châu Phi và Pháp đã công bố một quan hệ đối tác mới, cho phép Paris cung cấp khoảng 10 triệu liều vaccine AstraZeneca và Pfizer tới châu lục này Bộ Y tế New Zealand đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận liên quan đến vaccine COVID-19 sau khi một phụ nữ bị tác dụng phụ hiếm gặp dẫn đến viêm cơ tim. Việt Nam tiếp nhận hơn 250.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Cộng hòa Séc trao tặng. Ngày 30 tháng 8, tại Bộ Y tế đã diễn ra một lễ trao tặng 250.800 liều vaccine phòng COVID-19 do chính phủ của Cộng hòa Séc tài trợ cho Việt Nam. Lô vaccine được Cộng hòa Séc viện trợ lần này bao gồm gần 210.000 liều AstraZeneca và 40.800 liều Moderna với tổng trị giá 1,3 triệu Mỹ kim, tức là hơn 30 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 27 tháng 8, lô vaccine này đã về đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và đã được vận chuyển bảo quản tại kho lạnh theo quy định. Tại buổi lễ, Ngài Lucas Musso đã diễn lâm thời tại Việt Nam thay mặt cho chính phủ sách trao tặng cho Việt Nam lô vaccine này và bày tỏ niềm vui khi đến Bộ Y tế trao tặng lô vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Theo Ngài Lucas Musso, lô vaccine hôm nay trao tặng cho Bộ Y tế chứng tỏ mối quan hệ giữa hai nước vô cùng đặc biệt, là mối quan hệ đã được vun đắp từ nhiều năm nay. Chúng ta đã luôn hỗ trợ lẫn nhau, Ngài Lucas Musso nói ở thời điểm năm ngoái khi cộng hòa séc đang nỗ lực chống dịch thì cộng đồng người việt tại cộng hòa séc đã có nhiều công tác tham gia hỗ trợ phòng chống dịch việt nam là ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát sinh của cộng hòa séc chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho việt nam trong việc phòng và chống dịch được biết chính phủ của cộng hòa séc cũng sẽ hỗ trợ cho việt nam về trang thiết bị phòng chống dịch do đó tại buổi lễ đại diện cộng hòa séc đề nghị bộ y tế hai nước sẽ tiếp tục trao đổi về việc quốc gia này sẽ hỗ trợ trang thiết bị y tế chống dịch cho Việt Nam. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc cường nhấn mạnh sự hỗ trợ này là hết sức ý nghĩa và là nguồn động viên cho cuộc phòng chống dịch của Việt Nam và càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam và Cộng hòa Séc bước sang năm thứ 71 quan hệ hợp tác. Và đồng thời Thứ trưởng khẳng định Bộ Y tế sẽ phân phối số phát sinh phòng Covid-19 này đến các địa phương căn cứ theo tình hình dịch và bảo đảm sử dụng phù hợp và hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đã nhận được hơn 27 triệu liều vaccine từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hơn 17 triệu liều AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, khoảng 3 triệu liều Pfizer, 2,5 triệu liều Sinopharm và 12.000 liều Sputnik V. Tính đến hết ngày 29 tháng 8, cả nước đã có hơn 19,7 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó có hơn 17 triệu người đã được tiêm một mũi. Trước đó, vào tháng 7, Việt Nam bước vào chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 và đặt mục tiêu tiêm cho 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm từ nay đến nửa cuối năm 2021, đầu năm 2022. Sài Gòn đi chợ giúp 412.000 hộ gia đình trong tuần đầu siết chặt giãn cách xã hội. Theo đó, trong một cuộc họp báo vào chiều Chủ nhật giờ Việt Nam, Ban chỉ đạo của thành phố về việc phòng chống và kiểm soát COVID-19 cho biết, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên ở 312 phường xã thị trấn tại thành phố Sài Gòn đã giúp 411.922 trong số 508.666 hộ gia đình có liên hệ đi chợ trong tuần đầu tiên áp dụng phương thức đi chợ hộ. Ngoài ra, lực lượng chức năng của thành phố còn trao 115.973 gói viện trợ lương thực cho người nghèo ở các quận, huyện và thành phố thủ đức vào tuần trước, nâng tổng số gói viện trợ từ ngày 15 cho tới ngày 30 tháng 8 lên 960.210 gói. Trước đó, vào ngày 23 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn đã ban hành chỉ thị thực hiện việc siết chặt giãn cách xã hội đến ngày 6 tháng 9 và yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà trên tinh thần là ai ở đâu thì ở đó. Theo đó thì quân đội, công an và cán bộ địa phương đã huy động để giúp cho người dân mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế tối ngày 30 tháng 8 cho biết trong 24 giờ qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận có 14.224 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 14.219 ca ghi nhận ở trong nước tại 41 tỉnh thành phố, trong đó có 7.504 ca trong cộng đồng. Và cụ thể hơn là Bình Dương có 6.050 ca, Sài Gòn 5.889 ca, Long An 524 ca, Đồng Nai 491 ca, Tiền Giang 221 ca, Khánh Hòa 126 ca và Hà Nội 110 ca. Như vậy là trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận ở trong nước đã tăng 1.467 ca. Tại Bình Dương đã tăng 636 ca, Sài Gòn tăng 932 ca, Long An giảm 9 ca và Đồng Nai tăng 114 ca và Tiền Giang tăng 66 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 449.489 ca nhiễm, đứng thứ 59 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân thì Việt Nam đứng thứ 163 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người là có 4.572 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, trong hôm nay có thêm 9.014 ca điều trị khỏi nâng tổng số người khỏi bệnh lên 228.816 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca, trong đó có 4.157 ca thở oxy qua mặt nạ, 1.247 ca thở oxy qua dòng cao HFNC, 105 ca thở máy không xâm lấn và 916 ca thở máy xâm lấn và 24 ca phải chạy ECMO tức là thiết bị hỗ trợ về sự sống. Về số bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong ngày, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận có 315 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 30 tháng 8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Tính đến hết ngày 30 tháng 8 tại Việt Nam, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ghi nhận cả nước có 19.788.215 người dân đã được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và trong đó có gần 17,2 triệu người dân đã được tiêm một mũi và hơn 2,5 triệu người dân đã được tiêm hai mũi. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Một Canada bằng 0,7935 Mỹ Kim và bằng 0,6726 Euro. Một Canada bằng 18.140,356 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 69.11 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 73.41 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay đặt mức 1.810.33 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada ngày 31 tháng 8 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đừng quên bấm like và phản hồi để xây dựng cho chương trình này ngày càng tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Kênh Culture này không những có các video tin tức được cập nhật hàng ngày mà còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.